Ngày 21 tháng 11, giới chức Pakistan cho biết có ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ không kích của Mỹ tại quận Hangu, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của khu vực Tây Bắc nước này. Trong số các nạn nhân có một thành viên cấp cao của mạng lưới Haqqani có liên hệ với tổ chức Taliban. Vụ không kích xảy ra lúc rạng sáng khi máy bay không người lái của Mỹ bắn 4 quả tên lửa vào một trường dòng ở Hangu. Những người thiệt mạng là 4 học viên và 2 học giả Hồi giáo, được cho là có liên hệ với mạng lưới phiến quân Haqqani. Mạng lưới Haqqani xác nhận một thủ lĩnh của họ có tên là Maulana Atmanjan đã thiệt mạng trong vụ không kích. Haqqani hiện bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố và bị cáo buộc gây ra nhiều vụ tấn công đẫm máu tại Afghanistan, trong đó có vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Kabul năm 2011. Máy bay không người lái của Mỹ thường tấn công khu vực bộ lạc của Pakistan gần biên giới với Afghanistan nhằm tiêu diệt phiến quân Taliban. Song đây là lần đầu tiên các đợt không kích như vậy nhằm vào một khu vực ổn định như Hangu. Đây cũng là vụ tấn công đầu tiên kể từ sau khi thủ lĩnh Taliban Hakimullah Mesut bị tiêu diệt trong vụ không kích của Mỹ ngày 1 tháng 11. Sự kiện đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính quyền Pakistan.